niềm tôn kính dâng thầy, chúng con biết bao vui sướng thầy yêu quý về đây. Đóa hoa sen vàng ngát hương, dù xa cách muôn trùng, chúng con vẫn luôn thương nhớ thầy. Suối mát xanh trong cuốn trôi đủ phiền lòng nồng, thầy là chuông vang tính ngay cơn mộng si tham, thầy là xuân sang xóa tan điều tàn thế gian. Con vẫn luôn gắng tu hành tinh tấn không đổi thay lòng, ngày tháng hằng đắp bồi tình thương. Dấu chân thầy cho hết trên thế gian này, hòa chung nhịp tim thầy từ đây. Niềm tôn kính dâng thầy, dương xóa tan đêm tối, nguồn ánh sáng diệu âm khổ đau vơi dần thế nhân. Thầy cho hết cuộc đời chỉ mong chúng con tinh tấn, lìa xa nỗi hận sân sớm mau quay. Thầy là ban mai sáng soi neo đường con đi, thầy là yêu thương chứa chan muôn tình chúng sanh. Con chắp tay trước liên đài cho vỡ tan sắc danh tài, nguyện đêm ngày tu học nào phai. Con bước theo dấu chân thầy cho hết trên thế gian này, hòa chung nhịp tim thầy từ đây. Con bước theo dấu chân thầy cho hết trên thế gian này, hòa chung nhịp tim thầy. Thank you.
niệm Phật, cầu gia bì. Thích Ca Mâu Ni Phật, cung thỉnh đại chúng đồng chắp tay để cảm ứng mười phương chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Với lòng từ bi vô lượng, chư Phật trong mười phương ứng hóa thân để hiện báo thân khắp trong vô lượng vô biên ức thế giới, vì tất cả chúng sinh tùy căn tánh mà hóa độ. Phật dạy tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, xin cho chúng con chắp tay để quán tưởng hoa sen trong bùn nhơ của ngũ trược, xin giác ngộ tất cả các pháp đều do nhân quả mà kết thành. Cuộc đời này là huyễn mộng, là vô thường. Xin cho mỗi người đệ tử Phật của chúng con trở thành những đóa sen giữa bùn nhơ để dâng lên cúng dường thân và tâm này, cảm ứng hòa nhịp cùng tâm từ bi hỷ xả vô lượng của Đức Thế Tôn, để câu niệm Phật của chúng con cảm thông và thiết lập với tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả của Thế Tôn, để hạnh phúc của Thế Tôn là hạnh phúc vô cùng, vô tận. Hạnh phúc của chúng con nhỏ bé nhưng được chan hòa trong tình thương yêu lớn của Ngài. Xin Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho sở nguyện sở cầu của chúng con được thành tựu. Và chúng con cũng xin chắp tay thành tâm cảm ứng đến Tam Bảo tùy từ gia hộ cho chúng con thực hiện được bản nguyện của mình, đem lợi ích cho mình và cho tất cả chúng sinh trên lộ trình tự giác, giác tha và giác hành viên mãn. Xin nguyện cho cõi Ta Bà này không còn nỗi khổ niềm đau. Xin nguyện cho câu niệm Phật đầy đủ ý nghĩa vang đến khắp mười phương, chư thiên nghe thấy quan hỷ thọ trì, hộ trì Tam Bảo. Tất cả chúng sinh nghe thấy tinh tấn tu hành quá giải quan gia trái chủ, để người người bỏ ác làm lành, an vui hạnh phúc, để bệnh tật nghiệp duyên được tiêu trừ, mắt mù được thấy, tai điếc được nghe, bệnh câm được nói, bệnh bại liệt được đi đứng khoan thai, bệnh điên loạn được phục hồi tâm trí. Tất cả thân bệnh do nghiệp duyên, nhờ câu niệm Phật mà nghiệp duyên hóa giải, bệnh tật được tiêu trừ. Tất cả chướng phiền thải đều được chuyển hóa. Thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia trì cho chúng con đủ nghị lực, đủ niềm tin, và chúng con chiến thắng được tất cả những ác ma, để chúng con an vui hạnh phúc thấy Ta Bà ở nơi tịnh độ, thấy tịnh độ hiện hữu cõi Ta Bà. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại chứng minh. Kính bạch chư tôn thiền đức ni, kính thưa toàn thể đại chúng, Thiện Xuân quê quán ở Củ Chi,
và hiện nay trở về quê hương của mình để lập một tu viện lấy tên là Tu viện Linh Thú, nơi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã an trú nơi đó và nói nhiều bộ kinh lớn. Thường niệm Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát, thì Linh Sơn đó chính là Linh Thú Sơn. Trong một pháp thoại Thế Tôn nói pháp mà Ngài Ca Diếp mỉm cười, thì Niêm Hoa Vi Tiếu là ở nơi đây Đức Phật truyền y bát cho Ngài Ca Diếp, mong rằng mai mốt Ngài truyền lại cho con. Cho nên lấy lên Linh Thú. Và Tu viện Linh Thú tọa lạc tại số 307/4 đường Nguyễn Thị Nê, tổ 8, ấp Phú Hiệp, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay đến với đạo tràng, Thiện Xuân có một cái ý nhỏ để chia sẻ, đó là với chủ đề là niềm vui và nỗi sợ hãi. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể hội chúng, trong cuộc sống ắt hẳn rằng chúng ta ai cũng mong cầu niềm an vui, sự hạnh phúc và giá trị mà con người hướng đến, đó là xây dựng cho mình bảo sở và giúp đỡ mọi người hướng đến chỗ an vui vĩnh cửu. Như vậy đó là tiến trình tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn của người con Phật. Theo chúng tôi, ai cũng muốn vui hết, nhưng mà tại sao Đức Thế Tôn ra đời, thị hiện ra cõi đời này, Đức Thế Tôn chứng ngộ pháp, thì Đức Thế Tôn nói khổ trước? Ngài nói khổ, rồi Ngài chỉ nguyên nhân của khổ, lúc đó Ngài mới nói vui và nói con đường đi đến an vui. Là tại sao? Là tại vì cái quả khổ nó đang hiện hữu trước mặt chúng ta. Ai trong chúng ta cũng phải chịu cái quả khổ hết. Khi chúng ta học Phật, chúng ta phân tích ra, chúng ta thấy từng chi tiết nhỏ nó cũng khổ. Lấy một ví dụ, con mắt của chúng ta, chúng ta nói người mù thì khổ, phải không? Ước mơ của người mù là gì quý Phật tử? Được sáng. Đây là một viên ngọc ước trang trải trong tất cả các pháp thoại, chúng tôi cũng nói điều đó. Phải chăng chúng ta được một viên ngọc ước, phải không? Mà không phải một viên, nếu một viên là nó vậy. Và cái này tới hai viên luôn, là tại vì nó được hai mắt. Như vậy mà hai viên ngọc ước này đó, thì tối ngày nó ước nhẹp. Lạ chưa? Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển. Tại sao chúng ta khổ? Tại vì chúng ta không biết sử dụng nó. Có ngọc mà không biết sử dụng thì Đức Thế Tôn gọi là ngọc trong chiếu áo, phải không? Ngọc trên đỉnh đầu. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dụ cỏ thuốc, dụ thầy thuốc để nói gì? Ta là một vị đại lương y, ta thương đàn con của ta, thuốc của ta là trị hết bệnh, bệnh gì cũng hết á. Nhưng mà đàn con của ta thì nó mê chơi, nó không chịu uống thuốc. Chúng ta có bệnh nhưng mà chúng ta không chịu uống thuốc là vì sao vậy? Chúng ta có một cái bệnh nhiều chuyện, không chịu uống thuốc, đi tới đâu nó cũng lây cho người khác. Khổ hay vui? Cái lúc mà nói chuyện thì vui lắm. Sai, chị ba bả vậy, bả vậy. Làm chứ ghê lắm, làm như giảng pháp vậy. Bả vậy, thấy không? Thấy ghê không? Tới chừng mà câu chuyện đó nó ra rồi, ôm nhau khóc. Bệnh không? Bệnh nặng. Bệnh kỳ cục, không chịu uống thuốc. Cái bệnh đó ra đành đi. Cái bệnh vậy nè, tôi thấy vậy đó. Tôi thấy nó có cãi nói tôi. Trời, thấy chi kỳ cục quá trời. Có những chuyện đang thấy nó không chịu thấy, những chuyện không cho nó thấy, nó thấy. Trời ơi, cái đó mới là nguy hiểm. Cái đó mới là bệnh không chịu uống thuốc. Còn cái này, cái lỗ tai, chúng ta có lỗ tai chúng ta hạnh phúc hơn người điếc không? Có hạnh phúc không? Đây là hai viên ngọc ước nữa. Quý vị hay nghe hai lỗ hay một? Hai là hai viên. Còn nếu mà nghe có một lỗ là một viên. Vậy thì lỗ tai chúng ta lại có hai viên ngọc ước nữa. Ước gì? Lỗ tai tôi được nghe tiếng. Nhưng mà tới chừng nó nghe rồi thì nó nghe chuyện gì? Nghe chuyện gì không biết, mà nghe rồi thì khổ. Còn thầy giảng cả buổi trời, hỏi nghe không? Nghe, nhớ không? Không. Kỳ cô gái.
tại sao mà có lỗ tai mà không chịu nghe? Nghe chứ, nghe hết á, nó không dướng vô. Tại lời của thầy nó không có cạnh có khoe, cho nên nó nghe bên này nó qua bên kia mệt. Lời của bà hai có cạnh, vô đây dướng lại. Có không? Đó, vậy mới khổ. Cái lời của chị Tám có cạnh, mấy cạnh? Tám cạnh. Chị ghê không? Bà nói bao nhiêu còn nhớ hết nhiều. Nhớ để chi vậy? Bực mình. Nhớ để sống, để bụng chết mang theo hả chị? Có không? Tối ôm cái cục đó lăn qua lợn lợn mà nó không rớt, tại nó tám cạnh lắm à. Chị ghê. Như vậy ta mong cầu niềm vui, nhưng ta có niềm vui ta không biết sử dụng nó. Cho nên ta luôn luôn sợ hãi, luôn luôn lo âu, luôn luôn mất an lạc. Nó là cái kỳ đó ta. Tại sao mình có mắt mà mình khổ dữ ta? Tại sao mình có hai cái lỗ tai nghe mà mình khổ dữ vậy ta? Đâu phải mình không nghe thầy Xuân nói. Có. Nghe thầy Thiện Thượng nói có. Nghe thầy Phước Tiến nói có. Nghe thầy Vinh Quang nói có. Nghe hết á. Trời ơi, đĩa trong nhà con 100 đĩa, đâu phải 100, 1000 đĩa. Đâu phải không nghe đâu. Đâu phải không đi tu học đâu. Đâu phải đến đây đi trưởng không dạy đâu. Trời ơi, dạy quá trời mà nó quên uống, đem về cất đó. Bệnh thì cũng đến bác sĩ khám bệnh, mua thuốc về để đó không uống. Đến chùa nghe thầy giảng dạy, đến chùa tu học lấy về một số kho tàng, hoặc là vô tam bảo mà, vừa lấy vừa nhét, chỗ này chỗ kia nhét tùm lum. Chứ ni sư cho, ni trưởng cho người này mà không cho người kia, trưởng nghe, trưởng thương không có đồng nghe. Vậy nên mà về nó cất đó, không có uống. Đó, thấy chưa? Do vậy mà Đức Phật mới dạy là ta là vị thầy thuốc, nhưng mà ta thấy đám con của ta nó lạ. Thuốc ta rất là hay, rất là bổ, bệnh gì uống cũng hết. Vậy mà không chịu uống, bực quá đi nước ngoài. Cho sứ giả nói, bà mà chết rồi, tụi bay uống thuốc uống, uống chết ăn chịu. Có đứa nó còn bổn tâm, nó lấy nó uống, hết bệnh, chứng thánh. Có đứa nó thấy thuốc, uống nửa còn nửa nghỉ, cho nên nó ngu ngu khờ khờ. Còn có đứa nó khùng quá rồi, nó cầm nó chơi nó dục tùm lum, nó không uống. Trời ơi, giáo pháp nó tuyệt vời như thế, vậy mà không chịu dùng tới. Đức Phật dạy là thôi con, tự mình làm cho mình an lạc, tự mình làm cho mình khổ đau. Tất cả mọi người đều có Phật tánh, đừng có làm chuyện tào lao. Con biết, nhưng con vẫn cứ khổ Phật ơi. Trời, cái việc hay quá trời luôn mà cứ bỏ qua. Đó, cho nên là tại sao là tôi nào tôi hạnh phúc ghê lắm. Từ khi mà gặp được giáo pháp của Như Lai là tôi hạnh phúc, phải nói là không có gì đổi bằng hết. Quý vị đem ngọc châu tới đổi, dễ giàu gì lấy được. Nhưng mà quý vị có thể đem ngọc châu tới chùa cúng dường. Quý vị đem 10 tỷ, 100 tỷ tới chùa cúng dường, tưởng là lấy được hạnh phúc, được không? Không. Trời ơi, ba cái vật chất ở cõi ta bà mà đòi đổi với hạt ngọc mình đi, tào lao. Cho nên ở Trung Quốc, sau khi tổ đi qua Trung Quốc, tổ qua bên đó giảng dạy, thì ông vua này ông tụng là 2000 bộ kinh pháp qua, 2000 hay 3000 hay 20000 gì cỡ ổng. Ông xây 80 4000 cái tháp, cái chùa. Ông hỏi chứ tổ chứ, ông làm vậy có công đức không? Tôi nói, không có biết. Nói cái kiểu đó mà cỡ như ở đây mà nói cái đó cho ông vua treo cổ. Thấy không? Vậy đó mà tổ phân tích ông có phước thôi, công đức không có. Tại sao vậy? Ông tụng kinh là để kể công với Phật. Tụng kinh vậy có vui không? Không vui. Quý vị niệm Phật là để kể công với Phật. Con niệm Phật được là 10000 nha Phật. Phật làm ơn Phật ký sổ con nghe, không nhớ nha. Không con kiện Phật. Con niệm nhiều gì, tại sao con giảng sanh mà bà kia bà niệm mấy câu mà giảng sanh cái gì trời. Vậy là mình niệm vậy là niệm phải niệm Phật không? Có phải không? Trật quốc. Niệm Phật vậy là trật lấp. Niệm Phật vậy nè mới gọi là niệm Phật đúng nè. Theo quan điểm của tôi nghe, niệm Phật chính là niệm tâm từ của Phật.
ha. Càng niệm Phật cái tâm từ của mình nó càng lớn lên. Như vậy là niệm Phật đúng rồi đó. Chứ niệm Phật mà nói gì nè, tao đang niệm Phật nha mày, đừng chọc tao nghe, tao tu rồi đó. Niệm Phật mà phải báo cho nó biết là tao tu á nha, tao không niệm Phật là chết. Trời ơi, chịu nổi không? Cái câu đó không có nói, nhưng mà ngầm nói bên trong cho mày biết là tao tu rồi nha, mày đừng có chọc tao à. Đó, tu kỳ vậy? Bà tu kỳ vậy bà? Tu kiểu gì mà phải nói là tao tu rồi nghe, nghiến răng này nói tao tu rồi nghe. Tu từ bi gì kỳ cục vậy? Thấy không? Nên là sáng có một cái bà cụ bà nói, thầy ơi con già rồi con ăn chay, mà cháu con với con của con nó thương quá, nó lấy chà bông nó bỏ vô cái chỗ con ăn, con thấy đường con quất luôn. Khi con nhai vô trong con nghe nó tanh tanh, con nhả ra con chửi nó quá trời. Ôi tu tức gì cũng vậy. Thầy mới nói không phải là mình ăn chà bông mà mình phải nhả ra mình chửi nó, tại nó thương mình nó cho mình ăn. Nhưng mà giờ mình ăn xong rồi mình nuốt không được, cái mình nhả ra nó, con ơi con đừng thương mẹ kiểu kỳ cục vậy nha con. Mẹ ăn chay lâu rồi, giờ này mẹ nhai cái chà bông mà chà bông chay với chà bông mặn mẹ biết con ư. Chà bông mặn nó tanh. Chà bông chay nó là toàn là ba cái nấm rôm. Cho nên nó làm không có tanh. Con đừng có gạt mẹ. Cái này là chà bông mặn, mẹ nhai vô trừ nó tanh quá. Mẹ nuốt không có được, mai mốt đừng bị tốn tiền mà tội nha con. Chứ đừng chửi nó, nghĩ sao nó thương mình mà mình chửi nó, thấy không? Cho nên là cái đó là thầy nói là ăn chay không phải là ăn chay là thành Phật đâu. Bây giờ cái phái mà Theravada, trường phái của Phật giáo mình, trường phái Thượng Tọa Bộ, trường phái Nguyên Thủy Phật Giáo, hay là bên kia mình gọi là Nam Truyền á, thì vẫn còn ăn mặn mà các ngài tu rất là tốt, phải không? Cho nên chúng ta đừng nói ăn chay ăn mặn mà chúng ta tự phân chia ra. Ta không có phân chia, chẳng qua là ta con thích ăn chay là bởi vì tâm của con, để con ăn chay để con không có vô máu mấy cái máu đó. Các vị đó thì ăn chay tốt rồi, còn con vô máu vào cái đó ghê lắm. Giả sử như con ăn thịt chó thì con là con thấy nó giống giống. Con bệnh mà con mất máu mà con đi vô máu thì máu người ta mà nó vô máu con cũng thấy nó bị lai lai sao. Thì con nghĩ là con ăn tiết canh dịch chắc là con cũng bị tôi mắc dịch gì nữa. Cho nên con ăn vậy thôi, chứ con không phải là ăn chay là thành Phật đâu. Con ăn chay là mở rộng tâm từ, mở rộng tình thương yêu. Con không nghĩ là Nam Mô A Di Đà Phật là con thiết lập tâm từ với Đức Phật. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Vậy mà con còn nói vui hơn mày. Đập cái đầu đó vậy nè, con đập kịch vui hơn mày. Đi chùa cõi khác mà ăn nghe con. Nam Mô A Di Đà Phật, cá trê đi chỗ khác mà ăn. Cái mai mốt cá trê nó đi xuống dưới, cái nó nằm ở dưới nó đợi, nó tôi đợi bà xuống đây đưa bà dưới cổ khác mà ăn. Có không? Nhân nào quả nấy chứ chơi kỳ cục à. Như vậy thì trong cái pháp mà Đức Phật dạy á, chúng ta được quyền thọ thực ai cúng gì ăn nấy, nhưng mà ăn với tâm tịnh nhục cho đến ngũ tịnh nhục, là không có tâm giết, không được giết, không thấy người ta giết mà mình ăn, không thấy cái cảnh cư cú của nó đó, cái tội nghiệp mà mình ăn, và không khởi tâm tham lam để mà kêu người ta giết cho mình ăn. Nếu mà không có năm cái này thì con vật mà nó già nó chết rồi thì mình bỏ cũng vậy thôi, nên thôi ăn cũng được để sống, phải không? Rồi con vật kia nó ăn mà nó ăn không hết, nó còn chừa miếng, thôi mình đói quá mình cũng ăn được để cho mình sống, ăn để tạm sống thôi. Rồi cái con nào đó nó chết tới nơi rồi nó lủi ngay mình nó chết thì thôi chắc là nó cúng dường. Ăn được, hiểu không? Rồi cảm ơn quý vị, uống miếng nước coi. Vậy thì mình ăn mà đừng có thanh tham, chứ còn đừng có nói ăn chay mặn. Có còn quý vị mà đi khất thực á, thì đi tới đâu người ta cúng cái gì mình ăn cái nấy. Hầu đó thầy ở bên Thái Lan thầy cũng đi khất thực, cúng cái đùi gà thèm gần chết không dám ăn, thì ăn nó ói tại nó quen rồi, ăn chay nó quen rồi, thấy không? Nhưng mà người ta cúng là người ta bỏ vô cái bịch đàng hoàng, người ta cột lại xong bây giờ cho mấy chú tiểu, vì bên Thái Lan nó cứ mỗi năm như vậy, tháng 3 là nó đi xuất gia, tới rằm tháng 4 là nó ra nó đi học trở lại.
trời nó xuất gia thấy mê lắm kìa. À, cái khi mình phát được cái tâm từ vậy đó là mình thấy là à, con niệm Phật đúng. Con niệm Phật là con niệm cái tâm từ, để mai này cái tâm từ của con á, cái từ trường mà từ bi á, biết không? Nó phát ra thì con giao cảm được. Con chỉ Nam Mô A Di Đà Phật là con thấy Phật hiện xuống. Cái hào quang mà cái tòa sen của Phật hiện xuống chính là cái từ trường của lòng từ bi. Mà từ trường đó cái người ác tâm không thể có được. À, do vậy mà con cảm thấy rằng con niệm Nam Mô A Di Đà Phật với cái tâm từ của con để ban vui cho tất cả chúng sinh. Con có cái gì con cho cái đấy, bằng cái tâm bố thí là tài thí, pháp thí và vô ý thí. Bố thí là tài thí, pháp thí và vô ý thí. Như vậy con bố thí là có bao nhiêu tiền con cho người ta hết, thà con nhịn đói mà con thấy người ta no, làm được không? Nên thinh là biết không. Phải không? Vì cái tâm từ mình chưa đủ khả năng như vậy. Chưa đủ, đúng không? Chứ huống chi mà mình tài thí mà mình bố thí nội tài, người ta xin con mắt, móc con mắt mình cho, nó nói lộn rồi, mắt phải. Mắt trái mới đúng, móc lên con nữa, cho nó luôn. Nó hử, nó sao thúi dữ vậy? Mắt bà thúi dữ vậy? Để dưới chân đập, bụp. Tiếc không? Tiếc. Lầm bầm trong bụng chửi. Giờ này mình cho người ta mới có 10.000 mà người ta mua giấy số mình còn chửi nữa. Phải không? Có nghĩa là mình cho nó mà nó làm sai mục đích mình muốn, mình chửi không? Đó là tài thí mình còn chửi. Đừng có nói là nó xin lỗ tai mà mình cho lỗ tai. Cho được không? Xía được. Như vậy thì cái tâm từ mình bao lớn quý vị? Nhỏ xíu à. Coi chừng mắt. Nhỏ xíu coi chừng rớt mất. Và cái tâm từ mà nó dễ thối, ta gọi là thối bồ đề tâm. Mà cái tâm từ mình mà nó vừa sanh ra, quý vị vui không? Vui không? Đó, cái tâm từ đó mà một ngày mà một lớn lên thì nó trở thành là cực lạc. Còn cái tâm từ đó nó mất đi thì gọi là cực khổ. Hiểu chưa? Hiểu không? Mừng quá. Nói mà hiểu là mừng quá. Rồi bây giờ thôi kệ nó khang tiếng khang, hát tặng Phật tử một bài, chịu không? Cảm ơn. Ca sĩ có khi nó lên bị ép, còn này mình hợp đồng đàng hoàng, chịu mới hát. Nó hơn ca sĩ cái chỗ đó. Có nghĩa là ca sĩ đã đăng ký sẵn rồi, còn bây giờ có yêu cầu phải hát rồi. À, trong cái bài niệm Phật Di Đà, quý vị hát với thầy nha. Khi ăn cúng niệm Di Đà, đến khi đi ngủ cũng ngơ ngả nằm. Khi nhàn niệm niệm chăm chăm, cả khi bận rộn cũng thì thầm yêu. Khi vui chẳng lãng chút nào, đến khi đau khổ phải liên miên gào. Dù rằng việc gấp như tên, thâu đêm suốt sáng A-di-đà không dám quên. Không thuộc bài cho nên nín thinh, không có hát theo. Ở đây không thuộc bài. Bài này chưa thuộc hả? Ủa sao kỳ ta? Ngày nào cũng niệm Phật hết mà sao niệm Phật Di Đà không thuộc ta? Rồi vậy là quý vị lập theo thầy một lần, rồi mai mốt nghe cái đĩa này về nhà thuộc luôn. Rồi quý vị đọc với thầy: niệm Phật Di Đà. Khi ăn cũng niệm Di Đà. Đến khi đi ngủ cũng nghe nga nằm. Khi nhàn niệm niệm chăm chăm. Cả khi bận rộn cũng thì thầm nghêu. Khi vui chẳng lãng chút nào. Những khi đau khổ phải liên miên gào. Dù rằng việc gấp như tên. Thâu đêm suốt sáng Di Đà chẳng quên. Rồi mấy mốt ráng về nhà. À, bấm nó lại, ghi nó lại, học cho thuộc. Khi ăn cũng niệm Di Đà, đến chi vậy?
để lỡ mà trong rau mà nó có sâu quất luôn về Tây Phương nghe con. Nó có con nào không á, cái mình Nam Mô A Di Đà Phật nhai rượm rượm lát nghe cái bụp chết rồi, nó chết rồi. Cái có con gì đấy. Nhưng mà nhờ mình niệm Phật cho nên nó có cái bụp cái nó về luôn đó. Chứ không là nó oán hận mình á. Đến khi đi ngủ cũng ngê nga nằm, lỡ mình ngủ mình lăn la ra mình lộn lại rồi chết mấy con mũi, sáng thấy mình mấy gì đâu, máu không hay sao vậy, mũi chết. Có không? Rồi nó cắn mình cái mình lăn qua đó cho nó chết. Vậy mà lúc mà mình ngủ mà mình không chịu niệm Phật là nó chết, nó không về tay được mà nó hận mình. Tao cắn mày có miếng mà mày làm tao chết. À, giờ lại đi ngủ phải niệm Phật chứ không nó chết mũi. Rồi khi nhàn thì niệm niệm chăm chăm, có nghĩa là khi nhàn rỗi, ta nói là nhàn cư vi bất thiện. Cho nên bây giờ lúc mình rảnh rỗi mà mình không niệm Phật là mình nghĩ chuyện tào lao, có không? Rồi cảm ơn quý vị, cái chiều này hay nè. Cả khi bận rộn cũng thì thầm nghiêu, có nghĩa là những khi mà mình bận rộn á, mình thì thầm, phải không? Lúc mình bận rộn có nghĩa là lúc mình làm việc nhiều đúng không? Vậy thì lúc mình làm việc nhiều mình nghĩ gì? Nghĩ gì? Niệm Phật. Chứ không phải lúc giặt đồ là bận rộn không? Bận rộn là giặt đồ, bận rộn thì lúc giặt đồ lấy cái áo cái đó. Trời đất ơi, đồ đặt cho vậy nè. Dơ mê mày nè. Đi đâu? Làm gì thế ghê ơi? Mắc cái gì thì thôi nó dơ mình giặt vậy đi. Hạnh phúc không? Quá hạnh phúc rồi. Thì lúc mình nói A Di Đà Phật, nhờ mặt dơ mà mình giặt có phước. Còn đằng này dơ mình chửi. Cái lúc mình lấy đồ mình giặt ra mà lỡ có rách ra mình đi giá, mình nói nhờ mặc đồ rồi rách mà mình có công mình giá lại. Thấy không? Có phước phải không? Còn đằng này mình làm mà mình chửi, có phước hay có tội? Tổn phước nữa. Giả sử mình đi nấu ăn đi, phải không? Mình nấu cơm mà vừa nấu cơm mình vừa niệm Phật thì cái người ăn cơm á, người ta có phước không? Mình nấu cơm mình có phước không? Lúc đó mình có đổ thừa là con bận rộn quá con niệm Phật không được không? Thầy ơi, con nhà con lo giặt đồ, nấu cơm lau nhà con làm tùm lum có giờ tu. Vậy chứ thầy hỏi lúc giặt đồ, nấu cơm, lau nhà, đồ là nghĩ gì? Chửi. Có chửi làm mầm không? Cái đó mới lộ vô. Chứ còn mình lúc mình giặt đồ, nấu cơm, lau nhà, ủi đồ, muốn làm đủ thứ chuyện hết mà mình vừa làm vừa niệm Phật, phải không? Nhưng mà nhớ cái câu này là khi mình ca đó thì mình nói là cả khi bận rộn cũng thì thầm nghiêu, nhưng lúc mình lên giọng đó mình nói vậy, ca khi bận rộn nhớ đừng bằng cá. Cái câu đó phải lên giọng chứ không phải là mình nói là ca khi bận rộn cái mình nói là mần cá nó bận rộn. Khi vui chẳng lãng chút nào, có nghĩa là khi vui mình nói chuyện nhau vui mình vẫn không quên niệm Phật, có nghĩa là khi vui cũng đừng đánh mất cái tâm từ của mình, thấy không? Mình nói mình bữa nay vui quá quên tu, không phải vậy thì mình vui mình vẫn thấy là từ bi hỷ xả ở trong đó. Rồi khi vui chẳng lãng chút nào, những khi đau khổ phải liên miên gào, nghĩa là càng đau khổ mình tu càng nhiều hơn, càng đau khổ tu càng nhiều hơn, chứ không phải nói là bữa nay đau khổ quá thôi bị như khủng. Nam mô hủy đâu rồi, nam mô có trả tiền không nổi. Nam mô kiểu kỳ cục. Nam mô chửi lâm dâm lắp giáp cho kìa. Cho nên là cả khi đau khổ phải liên miên gào. Vì sao chúng ta đau khổ? Vì nghiệp chúng ta dai nhiều quá. Có đúng vậy không quý vị? Đúng không? Cảm ơn. Đúng. Chúng ta đau khổ như hồi nãy chúng tôi nói, chúng ta phải cảm ơn đến chư Phật. Chư Phật chứng minh và gia hộ cho con, nỗi khổ niềm đau của con nó nhiều quá. Là tại sao vậy? Là tại vì con dai nợ của chúng sinh nhiều quá, cho nên bây giờ nó đòi, không phải một người đòi mà hai đứa đứng ngoài cổng nó làm như là cận vệ của con. Đứa đứng bên phải, đứa đứng bên trái, nó nói nó quẹo đường nào tao với mày chớp luôn. Nó quẹo trái thì mày chớp, quẹo phải tao chớp. Phải không? Có nghĩa là con thiếu nợ nhiều quá, con chạy đường trời không khỏi nắng mưa. Do vậy mà con đau khổ ghê gớm lắm, xin Thế Tôn gia hộ chứng minh cho con,
con gặp người nào con trả nợ người nấy. Chịu không? Chịu không? Chịu nghe, không có quỵt nợ nghe. Đến khi đau khổ là mình gào thét lên để xin Thế Tôn chứng minh và gia hộ cho con. Lỡ mà nó đòi nợ cho con không đã nó, nó ra tay sát thủ. Lúc đó con về với Phật thì con chấp nhận rồi mà. Như là ngài Vô Não á, ngài ngài giai mạng của chúng sinh nhiều quá đúng không? Cho nên khi ngài tu với Phật rồi, ngài chấp nhận trả, ngài đi trên đường ngài khất thực bị đánh đập, nó làm đủ thứ chuyện, ngài cũng quan hỷ vui vẻ chấp nhận trả, đi khất thực một vị A La Hán, đi khất thực về máu me không, ngài vẫn vui vẻ trả mà không hề sợ hãi, không hề quán trách. Vậy đó mà mình lỡ mình bị pha quan chút xíu là mình thưa nó tới tòa luôn. Có không? Có chịu trả không? Trả trả để từ từ cho con đang tu mà. Từ từ đòi. Đòi dữ hả? Có không? Cái đó mới kỳ cục. Đã mình thiếu nợ nó đòi. Vậy mà mình không chịu trả mà đòi đi thưa nó chứ. À, cho nên là chúng ta phải biết là chúng ta phải trả, tu là phải trả nợ. Dù rằng việc gấp như tên trong cuộc đời này, công việc đó có nhiều cỡ nào thì thâu đêm suốt sáng, có nghĩa là cả đêm vẫn lẫn ngày vẫn không quên niệm A Di Đà Phật. Như vậy ta niệm đúng cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô là trở về, A là pháp giới thường trú bất sanh bất diệt, Di Đà là tự tánh, là bản thể thanh tịnh sáng suốt của mỗi chúng sinh. Phật là một đấng toàn năng toàn giác với 10 đức hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Như vậy khi con niệm Nam Mô A Di Đà Phật là con xin trở về nương tựa với đấng từ phụ A Di Đà, một bậc toàn năng toàn giác, để trở về với pháp tánh thường trú thanh tịnh vắng lặng của chính con. Đầy đủ không? Đó, đầy đủ. Như vậy thì khi con niệm Nam Mô A Di Đà Phật là con thể nhập vào pháp giới tạng thân A Di Đà. Con thể nhập vào. Và con càng niệm Phật, lòng thương của con nó càng lớn lên. Con càng niệm Phật, cái sự vui của con, chúng con càng nảy nở hơn. Vậy mà con người càng niệm Phật càng khóc nhiều hơn. Có không? Đạo tràng mình có không? Nói thầy ơi, hầu đó con chưa tu mà sao khổ ít. Sao giờ con tu rồi khổ dữ vậy thầy? Có không? Có không quý Phật tử? Vậy là có chấp nhận không hay là khóc nữa? Nếu khóc nữa thì hát bài này: Hai khóc đi con, khóc cho hết nghiệp đi về. Khóc chừng nào hết nghiệp rồi đi về. Phải không? Chứ đừng có ca là cái bài là Hãy khóc đi em nè. Khóc cho núi lỡ non mòn. Nhưng mà cái khóc cho núi lỡ non mòn thì cái là núi non của nghiệp chướng của mình. Thấy không? Rồi. Như vậy là để hiểu được cái ý của Phật là mình niệm Phật mình vui dữ lắm. Niệm Phật mình không bao giờ sợ hãi. Niệm Phật đúng với tâm từ. Niệm Phật để trở về với tâm thương yêu. Niệm Phật để trở về với cái tâm vui vẻ. Dầu rằng cái người đó có ăn tươi nuốt sống mình nói với họ mình cũng nở nụ cười miếng. Dài qua chị nói em gì dài. Hôm qua chị chửi em ha. Ráng cười vậy cái mình hước là em có gì chị cũng tha lỗi cho em nghe chị ơi. Mình lấy trớn vậy chứ mình giận dữ lắm phải không? Nhưng mà Nam Mô A Di Đà Phật, Phật tha thứ cho con, Phật ráng hộ cho con. Chứ con thấy cái mặt bả là bắt đầu da gà con nó nổi lên, lâu râu tóc nó dựng ngược. Chị nói gì em vậy? Có gì đó chị tha thứ cho em mà. Đó là một tinh thần là biết tu đó nghe em, biết tu đó rồi dằn xuống. Chứ không biết tu nó lên là bắt đầu hôm qua mày nói cho tôi cái gì? Là bắt đầu nó mà nó bể răng là lộ vuông 1,5 triệu một cái. Lỗ không? Lỗ mà mất hết 3 tuần. Vì 1 tuần đi lấy dấu, 1 tuần đi thử lận. Như vậy thì nếu như bản thân của mình biết tu, mình biết niệm Phật, và niệm Phật với tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả là mình buông.
Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Phật gia hộ cho con có đủ năng lực để con buông ha, để con về con nghe tiếng chuông, con rõ thấu tiếng chuông, buông cốc hết, buông là bon cốc, là con nghe rõ một cái từ vang dội lòng trao tấm có buông hết, buông hết, buông hỏng hết. Con nghe kinh hoài à, con gõ chuông hoài à. Cho nên bây giờ mà các cụ lớn tuổi mà về chùa thầy á, là thầy nói là thôi các cụ đừng làm gì hết, các cụ lên giọng chuông giùm thầy đi. Và mỗi lần cái chuông mà nó làm cái bon, các cụ nghe giùm thầy cái câu buông hết. Làm được không? 80 tuổi rồi giọng buông buông, mà giọng như này ấm, ở trong nó nói cuối chừng bể chuông. Trời đất ơi, quýnh gì thì ghê. Quýnh chuông là để cho nó hết nghiệp, chứ đâu phải quýnh chuông là để cho nó bể chuông của thầy. Rồi quýnh cốc là bỏ, quýnh cốc là xả, chứ đâu phải quýnh cốc là bể mỏ thầy. Đó, nó chơi kỳ á không? Nói là bể mỏ thầy mua, hay là bể mỏ của chùa. Đằng này nó nói quýnh vậy bể mỏ thầy. Mỏ thầy vậy sao bể? Cho nên thầy cũng rất là từ bi, thầy đâu có nói là bể mỏ thầy được đâu con. À, thọ cái mỏ thầy dễ dù gì bể. Bể cái mỏ đó thầy đi mua cái mỏ khác. Nhưng mà miễn sao con nói là buông bỏ. Chứ con đừng có nghe cái từ bưng cất. Quýnh cái bon con nghĩ sao mà nó kêu cái chữ bưng. Nó quýnh cái chữ cốc thì con lại nghe chữ cốc. Nam Mô A Di Đà Phật mà nó cứ bưng cốc bưng cốc. Trời ơi, ta mua Nam Mô A Di Đà Phật thì ta phải quýnh là bưng, buông hết để ta niệm Phật, ta trở về, ta không có chấp mắc cái gì hết. Còn đằng này nó đủ thứ chuyện, cái gì nó cũng vậy. Rồi quý vị đọc với thầy một bài thơ để mà ta cảm nhận được là cái sự tu của chúng ta. Thân vui niệm Phật an lành, thân vui niệm Phật an lành. Vị lặp lại. Lần nữa. Vậy là cái thân này phải vui nó niệm mới nổi, nó buồn nó niệm không nổi đâu. Niệm buồn là niệm bất an. Cho nên quý vị ráng để cái thân của mình vui. Miệng khéo trì niệm hòa thanh đồng nguyện. Miệng khéo trì niệm hòa thanh đồng nguyện. Nguyện là nguyện á. Miệng mình khéo làm sao mình trì niệm mà nó hòa với cái âm thanh của mọi người đồng niệm với mình, mà nó hòa với âm thanh của chư thiên đang niệm với mình, nó hòa với âm thanh của chư thánh ở tịnh độ niệm với mình, để mình niệm Phật hòa với chư Phật. Đồng thanh có nghĩa là đồng với cái nguyện mà Đức Phật nguyện, 48 nguyện, con cũng nguyện giống y chang vậy. Như vậy là hòa thanh đồng nguyện. Ý thường ghi dạ Phật khuyên. Ý thường ghi dạ Phật khuyên. Niệm thông Phật hiệu. Chơn nguyên hiển bài. Niệm thông Phật hiệu. Chơn nguyên hiển bài. Niệm thông có nghĩa là gì? Cái chữ Di Đà là Phật hiệu á. Phật hiệu Di Đà vô biệt niệm đó. Ta niệm mà thông được thì cái tâm của ta với cái tâm của Phật giống nhau, đúng không? Cho nên là cái bài này chúng tôi suy nghĩ chỉ có ba nghiệp thôi: thân, miệng và ý. Cái thân chúng ta mà nó vui vẻ, nó an lành, nó niệm thì ắt hẳn rằng chúng ta thấy cái cảnh giới cực lạc nó ở tại nơi đây. Cái miệng chúng ta mà niệm mà nó hòa với cái nguyện, với cái niệm của người khác, với cái nguyện của chư Phật, thì cái miệng của chúng ta nó niệm Phật mà nó cảm thấy hạnh phúc lắm. Còn cái ý của chúng ta mà chúng ta ghi lòng tạc dạ, gọi là khắc cốt ghi tâm á, những cái lời Đức Phật khuyên á, thì chúng ta rất là hạnh phúc.
để chúng ta niệm Phật cho nó thông với nhau. Và cuối cùng là chúng tôi rút lại tại sao chúng ta niệm Phật mà chúng ta vẫn còn sợ hãi, vẫn còn lo âu, vẫn còn chưa tự tin. Thì ở đây là nỗi sợ hãi. Thầy nói vậy, nỗi sợ hãi là gì? Quý vị có sợ là mình niệm Phật cho đến ngày lâm chung Phật không có rước mình không? Có sợ không? Giống thầy quá vậy ta. Một tràng đó. Đó là mình thật sự mà nói. Là bây giờ ai chắc chắn là bây giờ trước lúc lâm chung là Phật rước quý vị giơ tay lên thì coi coi. Ở Xí Phan mình đang giơ, để xuống. Vậy thì bây giờ mình nghĩ rằng mình suốt một đời niệm Phật thì có người nói vậy là con nguyện một đời này con thành Phật. Con nguyện một đời này con vãng sanh, con không có hẹn. Tu mà hẹn gì? Thì thầy mới nói vậy nè. Thầy vỗ tay, thầy đảnh lễ. Nếu con cho thầy đảnh lễ, thầy sẵn sàng quỳ xuống đảnh lễ con một lễ. Vì cái nguyện đó lớn quá. Thầy thấy cái nguyện đó còn lớn hơn các vị, cái nguyện của các vị Lạt Ma Tây Tạng, nguyện tái sinh. Nguyện tái sinh là nguyện luân hồi đúng không? Nhưng mà không phải luân hồi theo kiểu nghiệp dắt mà là nguyện. Trong kinh Địa Tạng chúng ta biết rồi phải không? Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa với Phật thì Đức Phật mới nói là ở trong địa ngục đó đó, nó có hai chúng sinh sanh vô đó. Một là nghiệp lực mà bị sanh, hai là nguyện lực mà vào đó. Như vậy Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà có mặt trong địa ngục là nguyện lực. Chúng ta có mặt trong cõi ta bà này, thầy nghĩ là ở đây là Bồ Tát là nguyện lực sanh vô đây không? Chứ quý vị không phải nghiệp lực mà sanh vô đây. Thấy không? Quý vị là các vị Bồ Tát. Tại vì sao biết không? Các vị nguyện là nếu ai cũng xuất gia hết thì làm sao ai mà độ gia đình. Cho nên con nguyện làm Phật tử tại gia, con độ gia đình con. Tại vì con độ chưa được cho nên con nói ra lộng chửi. Cái đó là tại vì con độ chưa được. Nhưng con xin thưa với sư phụ là con sẽ độ được. Dầu rằng không sớm thì muộn. Con nói nhỏ ông không nghe thì con quánh. Nói vậy chứ đâu phải dễ đâu đúng không? Chúng ta có nghiệp lực với người thân của ta thì chính cái người thân của chúng ta là những người mà cản trở cái bước tu tập của chúng ta. Người thân chúng ta là cái người cản trở lớn nhất. Cho nên là có khi bạn đạo với nhau mà coi chừng đó cũng là những cái trở lực. Thì thầy nói là quý vị sợ hãi, lo lắng, kinh hoàng, lông tóc dựng ngược là tại sao? Với những yếu tố sau đây. Thứ nhất là tâm quý vị phiền não mà cố chấp. Quý vị có cố chấp không? Quý vị có phiền não không? Quý vị có tự cho mình đúng không? Râu tóc dựng ngược. Cái cõi này là cõi ta bà. Cõi này là cõi tục đế. 49 năm thuyết pháp, Đức Phật nói tục đế giống như ngón tay là phương tiện để chỉ mặt trăng. Vấn đề quan trọng là quý vị, ủa, chỉ cái lẵng qua. Vấn đề quan trọng là quý vị thấy lẵng qua, chứ không phải là cái ngón tay của thầy. Ngón tay chỉ là phương tiện để chỉ lãng qua, ngón tay để chỉ mặt trăng. Thì cái vấn đề của mình là để hiểu, để thấy được mặt trăng, chứ không phải nương vào ngón tay này. Cho nên Đức Phật 49 năm Ngài phủ nhận. Ta 49 năm ta không nói lời nào. Ai nói ta nói lời nào là người đó là kẻ đại vọng ngữ, là người phỉ báng ta. Cho nên 49 năm thuyết pháp, Đức Phật dùng tục đế để chỉ chân đế, dùng cái sanh tử, thấy không, cái tương đối để chỉ cái tuyệt đối. Ta thì tối ngày cứ cố chấp cái tương đối, cho lòng mình đúng, người kia sai, đúng đúng cái kiểu của mình đó. Thấy không? Vậy mà cố chấp, quý vị còn cố chấp không? Giờ quý vị bỏ không? Cho tràng pháo tay khen mình đi. Không bỏ, mai mốt đi vào cái chỗ mà người ta bỏ. Người ta bỏ mình lụm á. Thứ hai là nóng giận mà không biết kiềm chế, có không? Có không? Lâu tóc rựng ngược. Cái đó là nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai. Ta niệm Phật mà ta không biết kiềm chế lại. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật mà máu nó lên tới đây rồi, nó sắp đứt rồi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con muốn nhạc, con muốn nhẫn lắm mà con nhẫn không. Chịu nổi không? Bứt tóc bứt râu tùm lum, muốn nhẫn lắm, nhẫn không được. Tu dở. Quý vị, bây giờ quý vị biết tại sao mình sợ hãi chưa? Nếu tâm của mình còn như vậy thì đến lúc lâm chung liệu mình có hết sân không? Hết không? Dễ dâu gì.
Bây giờ còn sân mà tới lúc lâm chung mà nói không sân là không có chuyện đó. Đến lúc lâm chung là nó như là một cái bình mà muốn vỡ ra mà. Làm sao mình kiểm tra được, mình sao mình làm chủ được chứ. Có người nói là đúng, Đức Phật A Di Đà nói rằng con niệm một câu A Di Đà Phật, Phật cũng rước con nữa. Nhưng mà làm sao mà niệm được? Trong lúc bây giờ này nó thông thả, nó thoải mái, nó khỏe mạnh vậy mà không chịu niệm, mà đến lúc nó bệnh, nó khổ não, nó bức rứt, làm sao mà niệm? Y như giờ thầy hỏi là quý vị đối niệm nổi không? Đối là niệm không nổi. Đối là nó rung. Có thực mới giật được đạo, cho con ăn đi cho niệm nữa. Trời. Vậy đó. Rồi bây giờ quý vị mất ngủ, quý vị niệm Phật nổi không? Cái đầu mình nó bấn loạn, nó khó chịu. Sư ơi, làm gì làm? Sư làm giùm con cái chỗ ngủ. Đang con về đây con tu, con có cái chỗ con nhắm mắt cái. Con không nhắm mắt được là buổi chiều cái đầu con nó căng lên, niệm không nổi. Mà con niệm một ngày là coi chừng mấy mốt sư không thấy mặt con nữa. Là tại vì con đi tu một ngày con bệnh một tuần. Có không? Đó, sự thật đó là vậy. Rồi, cái thứ ba là tham lam không biết dừng nghỉ. Vì có tham không? Giống thầy. Cho nên thầy trò chúng ta sợ. Chúng ta sợ hãi là tại vì chúng ta còn cái tâm tham. Mình muốn được an lạc, bỏ đi những tối hư tật xấu, không tham nữa. Vậy mà có người chịu thua với điếu thuốc. Nói phải dòm dòm mấy chú chứ là lát mấy chú chặn đường rồi. Không? Có người và vẫn còn chịu thua với những cái thói hư tật xấu của mình. Thứ tư là làm việc và tu tập không phù hợp với nhau. Có nghĩa là chúng ta tự mâu thuẫn, chúng ta tự đau khổ khi chúng ta muốn tu mà chúng ta mắc bận làm. Như vậy là chúng ta chưa khế hợp cái việc tu với công việc làm. Chúng ta không có kế hoạch cụ thể rõ ràng để chúng ta tu tập cho nó tốt. Chúng ta tu gọi là tu theo chiều hướng, tu theo chiều gió. Gió mạnh diều nó mới bay, gió thấp diều nó nằm dưới đất. Tu kiểu đó mà thấy vui tu mới nổi, buồn nghỉ tu. Có không? Có không? Giờ quý vị có vậy nữa không? Cảm ơn quý vị, tặng quý vị một tràng pháo tay. Quý vị mà không có như vậy là quý vị hết sợ. Tu mà là mình tu cho mình chứ không phải tu cho người khác. Cho nên lúc nào mình cũng tu, buồn cũng tu, buồn tu nhiều hơn, vui cũng tu, tu dữ hơn. Rồi, cái nữa là sợ hãi lo toan là bởi vì lỡ gây ra tội lỗi. Cho nên bây giờ dầu rằng có niệm Phật nhưng tâm vẫn cứ lo âu. Cái nỗi sợ hãi tội lỗi đó nó cứ lãng vãng trước mặt. Niệm Phật mà nó không đi, nó như một con trâu đen nằm đó lì lợm quánh hoài không đi. Cho nên mình luôn luôn mặc cảm với cái tội lỗi. Cho nên ai mà lỡ mà nhắc đến cái việc gì mà nó có, nó đụng đụng chạm chạm tới chút xíu là tự nhiên râu tóc nó dựng ngược. Phải không? Có không? Rồi một phần nữa là chúng ta hèn nhát, không dám bỏ những cái điều xấu, những điều ác. Gọi là hèn nhát, không có bản lãnh. Những điều xấu, những điều ác chúng ta bỏ không được. Vậy thì con đường tái sanh chúng ta sợ không? Quá sợ. Rồi chúng ta khi chúng ta tu tập thì chúng ta lại không dốc hết sức mình. Cho nên chúng ta vẫn còn sợ hãi con đường đi tới. Quý vị có nỗ lực hết 24/24 chưa? Có chưa? Vậy là quý vị sợ đi. Quý vị có nghi ngờ về mình, có nghi ngờ những lời Phật dạy và có nghi ngờ mọi người xung quanh không? Có không? Có nhiều người nói vậy nè, thầy ơi con tu một mình con chắc ăn rồi. Con vô trong đây con tu không bằng. Ở nhà con tu mình tinh tấn như lắm. Sáng mở mắt ra là con tu, trưa là con tu, chiều con tu, tối con tu, không dòm cái mặt của ai hết. Trời con tu đã. Rồi con về chùa hết cái chuyện này tới cái chuyện kia là con tu không ngon bằng nhà. Như vậy mình nghi không? Nghi mọi người là không chịu tu. Nhưng mà xin thưa quý vị nghĩ coi, cái sạc điện, cái máy mà sạc điện thì dễ cháy không? Dễ cháy phải không? Nếu xài pin an toàn hơn. Nhưng mà hết pin không? Hết pin có phải sạc nữa không? Sạc thì lúc sạc cháy không? Điện mà nó điện trở mà nó không ổn là nó cháy. Cái mình về chùa đây là cái chỗ sạc pin nè. Về chùa đây là cái chỗ mình cọ sát, mình chạm trán nè. Đúng không?
bạn bè người này nói về người kia nói kia nè, cái chỗ này mới là chỗ cọ sát nè, phải không? Mà mình về đây là cái trường thi của mình, mà tới chừng mình về người này người ta khen câu, người kia ta chê câu, ta khen cái mình lên mây mình ở, ta chê cái mình xuống địa ngục mình ở, sao vậy? Thì cái chỗ này là cái chỗ trường thi của mình. Mà cái tâm của mình mà còn nghi ngờ là mình còn sợ hãi lo toan trước cái chết của mình. Đừng bao giờ hoài nghi. Ta còn do dự, ta thiếu niềm tin nơi mình và người. Như vậy ba nghiệp của chúng ta nó có an không quý vị? An không? Ba nghiệp bất an là nỗi sợ hãi lo lắng kinh hoàng nhất trong tiến trình niệm Phật của chúng ta. Vậy thì ta làm sao ta niệm Phật mà cái thân của ta an, cái tâm của chúng ta được lạc, hoan hỷ vui vẻ lắm. Như vậy thì chúng ta niệm Phật không bao giờ sợ hãi trên tinh thần nhân quả của đạo Phật. Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, nhưng mà sự vật hiện tượng trên thế gian này đều do nhân quả mà kết thành. Đức Phật có 32 tướng tốt thì Ngài cũng nhờ nhân quả tốt đẹp của Ngài. Chúng ta có mắt tai mũi lưỡi thân ý này cũng nhờ nhân quả tốt của ta. Người ta mắt mù tai điếc, câm ngọng bại liệt, điên loạn cũng do nhân quả của họ. Gia đình chúng ta hạnh phúc hay gia đình chúng ta khổ đau cũng là do nhân quả của mỗi người. Ta sanh vào cái đất nước Việt Nam hay ta sanh vào những đất nước khác cũng do nhân quả của ta. Như vậy bây giờ chúng ta nói người ta vui hay là mình vui thì chưa chắc. Chưa chắc một cái nền văn hóa nào nó hơn nền văn hóa nào, đúng không? Văn hóa thì không có hơn thua, nhưng mà văn minh á, thì có hơn thua. Văn minh của người ta đầy đủ tiện nghi hơn, văn minh của mình chưa đầy đủ tiện nghi hơn. Nhưng xét lại là ngày xưa cha mẹ mình nghèo khó, có một chục đứa con nuôi vẫn nổi. Bây giờ thời đại văn minh rồi, có hai đứa con nuôi hổng nổi. Ngày xưa làm một mùa lúa dư ăn dư để, bây giờ làm ba mùa thiếu ăn thiếu sắm, có không? Thấy rõ chưa? Cho nên mình thấy mình ngon hơn cái người dân tộc thì rõ ràng mình ngon hơn không? Mình thấy người ta sao mà khổ dữ, đi đây đi chỗ này cắt cái khúm, đi chỗ kia cắt cái khúm, tội không? Nhưng mà người ta thấy mình tội nghiệp, trời ơi nó làm gì mà tối ngày nó lăn sang nó làm, còn tụi tôi cứ tối ngày tụi tôi đem còng chiên, tụi tôi nhảy, tụi tôi chơi, thấy không? Nó thấy vậy hạnh phúc không? Còn Việt Nam mình thấy vậy nè, à người Việt Nam mà đi đất nước nào cũng không bằng ở Việt Nam. Vì sao vậy? Vì tôi quen sống với đất nước Việt Nam, cho nên tôi cảm thấy ở đây nè, tôi muốn đi chơi ở đâu tôi đi chơi cũng được. Tôi muốn ăn, tôi nói chị Hai cho tôi tô mì. Còn tôi qua nước ngoài tôi muốn ăn, tôi nói không được, tôi bực hơn. Mà nó làm không có đúng khẩu vị của mình. Hồi đó đi Singapore ăn không có gì được hết trơn. Đi Singapore nó làm cái gì đó vừa cay mà vừa dở nữa, mà mắc. Nghĩ về Việt Nam ăn hạnh phúc không? Ta hạnh phúc. Cho nên là cái nỗi sợ hãi của thầy không còn nữa. Vì thầy biết tất cả mọi thứ đều có nhân quả. Tôi bỏ ác làm lành là tôi không sợ gì hết. Và thế gian này ai cũng chết, trước sau tôi cũng chết. Cho nên không chết sớm thì chết muộn thôi, vậy thôi. Không chết muộn chết sớm, tôi mong rằng 120 tuổi chết được rồi đừng sống nữa. Hạnh phúc không? Quá hạnh phúc. Tóm lại, tâm xấu thì sanh ra sợ hãi, tâm tốt thì sanh ra an vui. Cảnh giới cũng thế, tâm xấu sanh vào cảnh giới xấu, gần gũi những người xấu, cái mặt xấu. Còn ở đây thấy cái mặt đẹp thì chắc là tâm tốt. Cho nên sanh ra con người tốt, sanh ra nụ cười thoải mái, mai này sanh về cảnh giới tốt. Niệm Phật mà thấy được cảnh Phật, tà tâm thì thấy cảnh ma, nhân quả rõ ràng mà, cớ sao không giác ngộ. Cố lên, ai cũng sẽ thành Phật vì chúng ta có chủng tử Phật. Xét lại mọi tình huống của mình tu tập, đầu đội chén dầu sanh tử, hãy ráng đừng để giọt dầu nào rớt, cũng đừng để thời gian nào trôi qua uổng phí. Để đến lúc già chết rồi thì hỏi ôi cái đường đời. Thôi thì trong một tiếng, gần một tiếng đồng hồ
là 50 phút vừa qua. Tính nói 45 phút thôi, nhưng mà vẫn cứ nói lố 5 phút. Vì hồi sáng này nói 9 giờ mà tới 9 rưỡi mới tới. Đồng hồ thời gian của mình nó chạy như vậy đó, cho nên mình muốn không được. Chứ thầy thì mong rằng thầy có một cái máy bay, một mình này thầy bay thôi. Để rồi thầy muốn bay đâu thầy đáp, bay thầy đáp đâu thầy đáp, để cái thời gian nó không mất đi giờ nào. Nhưng mà thời gian chúng ta nó vẫn mất, thấy không? Mình muốn không có theo ý của mình được. Thì hôm nay giờ này cũng đã 10 giờ 35 rồi. Trong khoảng thời gian 50 phút vừa qua, thầy chia sẻ với đạo tràng về niềm vui và nỗi sợ hãi. Niềm vui chính là tâm tốt của chúng ta. Ta tốt, người khác có xấu đi nữa ta cũng thấy họ tốt. Vì sao vậy? Vì thế gian có câu: khi thương trái ấu cũng tròn. Cho nên mình cứ có tâm từ bi đi, thì mình thấy cái thế giới này nó trở thành cực lạc. Cái tâm từ của mình mà mở ra thì thế giới này cực lạc. Mà cái tâm chúng sinh mình mở ra thì cực lạc nó trở thành tao à. Cái tâm mà hơn thua, mà cao có, mà giận hờn, mà muốn tranh chấp, muốn kiện tụng, muốn não loạn người khác, thì biết rằng cái cõi tịnh độ sợ trở thành ta bà. Đó là nỗi sợ hãi nhất. Như vậy ở đây nói thấy ghê vậy, nhưng mà nó chỉ có hai cái thôi. Một là chúng ta có cái tâm tốt, là nó y như cái mặt bàn tay chúng ta, cái mặt trắng vậy đó. Nếu ta có cái tâm xấu, nó cũng trở lại cái mặt đen. Như vậy ở cõi ta bà này là một chỉnh thể giữa hai mặt đối lập: trắng và đen, đúng và sai, được và mất, bồ đề và phiền não. Phiền não tức bồ đề, bồ đề không khéo nó trở thành phiền não. Hiểu không? Cảm ơn quý vị. Cuối cùng con cũng xin hát một bài để cúng dường chư tôn đức ni và quý Phật tử. Hát bài rồi, hát rồi sẽ biết. Hát bài mỏ chuông. Thấy ghê không? Quý vị làm nhạc khí cho thầy nha. Vào chùa có mỏ có chuông, khen ai khéo thịnh đô mấy hay mà hay ghê, ấy mấy hay mà hay ghê, bon cóc buông xả. Lòng người nghe càng thanh thoát, cốc 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 bon cốc. Lòng người nghe càng thanh thoát, ô mây định 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 tâm, ô mây đi tìm chẳng có nơi đầu, chỉ có nơi đây chỉ tìm thầy ở chùa mà thôi, tên chùa thầy quên rồi. Lòng mà đang buồn đang giận, cốc cốc bon bon, ô ô ô mây nghe chuông buông hết ưu phiền. Em nhớ nghe em Phật tử, nhớ nghe Phật tử, nhớ thở nhớ mỉm cười, nhớ thở nhớ mỉm cười, đừng có chửi lầm bầm, bon cốc buông hết. Ồ, cái bài chuông mỏ nó kỳ vậy đó, hát sao cũng được hết đó. Đến lúc mà mình bực mình quá, mình chửi lầm bầm cái mình hát cao cao bòn bòn, đừng có chửi lầm bầm, được không? Cảm ơn quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đầu năm con cũng về được chùa Vô Ưu. Về cái chùa Vô Ưu có nghĩa là không có ưu phiền. Vô Ưu chính là hoa mà hoàng hậu Ma Gia đã đưa cánh tay phải lên hái. Cho nên quý vị về đây nghĩ những điều phải thôi, đừng nghĩ những điều trái quấy, thấy không? Hai tử Tất Đạt Đa bước ra với một bước chân làm cho chúng sinh bước tới đâu chúng sinh an lạc tới đó, không còn ưu phiền khổ não. Và pháp của Thế Tôn cũng thế, đi tới đâu hết phiền não tới đó. Và quý Phật tử cũng vậy, quý Phật tử đi tới đâu là chấm 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 than chấm lửng chấm ba chấm. Vậy là ni trưởng cho phép quý Phật tử có câu gì thắc mắc quý vị hỏi. Dạ, chiều qua con có nghe thầy nói về chủ đề dinh dưỡng, thì con nói là những người mà ăn chay và ăn chay đường là nên đi đến bác sĩ để thăm vấn,
Một tràng pháo tay quá tuyệt vời. Xin thưa chính bạch Chư Tôn Đức Ni, kính thưa quý đạo hữu, thì trên tinh thần câu hỏi này thì theo quan điểm của Thiền Xuân nghĩ rằng ăn chay hay ăn mặn đều không có cần phải nghĩ đến một cái gì đó nó ở phía sau nó ghê gớm lắm. Thật sự ra chúng ta theo quan điểm của nhà Phật thì chúng ta đều có nghiệp, ai có bệnh gì thì do nghiệp nấy nó hoành hành. Nếu mà mình nói ăn chay phải đi khám thì hỏi ăn mặn có đi khám không? Ăn mặn đi khám thường xuyên hơn. Tại khám thử có H5N1 không? Cho nên là cái việc ai cũng phải đi khám hết. Nhưng mà để mà nói là ăn chay ai cũng phải đi khám thì xin thưa là mình cũng phải đi khám định kỳ, 6 tháng đi khám lần coi nó có nổi cái cục nào đâu mình không thấy. Thì trên tinh thần đó, vấn đề quan trọng là mình hiểu biết về ăn uống. Trong cơ thể mình mỗi ngày như vậy, nó theo cái GDP đầu người thì mỗi ngày mình cần phải tiêu thụ bao nhiêu cái thức ăn cho cái nhu cầu của mình như thế nào. Như vậy thì cơ thể của chúng ta tùy theo cơ thể nhỏ hay lớn mà nó ăn có bao nhiêu chất để đầy đủ dinh dưỡng. Nếu nó nhỏ thì nó cần ăn cái chất gì, nhưng mà cái người mẹ, cái người nội trợ thì lại thiếu cái sự hiểu biết về ăn uống. Cái người Phật tử của mình ở quê mà ăn chay thì thầy thấy là rất là đau khổ, là bởi vì ăn chay mà lại trái lại là đang ăn mặn. Hỏi tại sao vậy? Ăn thịt cọp, đâm cọp. Cái quậy ăn chay người ta không quậy, bằng này ăn chay quậy. Là tại đâm cọp cái quậy nước chan húp, như vậy nó thiếu chất dinh dưỡng. Mình ăn chay mình phải biết là nó cần bao nhiêu chất đường, bao nhiêu chất đạm, bao nhiêu chất béo, phải không? Thì tất cả những cái chất cung cấp cho cơ thể thì mình phải ăn chay mình phải biết. Như vậy thì cái người nội trợ đòi hỏi phải đọc thêm nhiều cái sách để hướng dẫn các cái thành phần để nuôi dưỡng cơ thể trong một ngày mình cần bao nhiêu cái chất nào cho cơ thể của mình. Rồi cái người mập quá thì ăn cái gì để cho nó bớt lại, còn cái người ốm quá thì ăn cái gì, còn người lớn tuổi thì cần cái gì cho nó có canxi đi nó không bị gãy xương, còn tuổi trẻ thì cần cái gì. Như vậy thì cái này là cái yếu tố quan trọng, khỏi cần đi bác sĩ, mà chúng ta ở nhà mọi người khỏe mạnh hết thì không có cớ gì phải đi bác sĩ thăm vấn hết đó. Mà mình ở nhà mình phải có một cái bảng phân tích, như thầy Tuệ Hải thầy cũng có nói là chúng ta cần phải biết âm dương. Đã nhà mình cái người nội trợ mà cũng không biết món nào âm món nào dương hết á, rồi á cái người cần nên ăn món dương thì mình cho ăn món âm chết luôn cho rồi, mà mình nói mình thương, cái đó là thương hại, thương mà không biết nên mình hại. Còn cái việc mà mình biết rồi thì tốt thôi, không có cần đi bác sĩ. Nhưng mà giả sử như cần thiết đi bác sĩ thì quý vị phải đi bác sĩ, đừng bao giờ ỷ lại nói tôi ăn chay tôi không có bệnh gì hết. Xin thưa, ăn chay là tại vì mình muốn phát triển lòng từ bi, mình muốn đừng tránh luân hồi sanh tử, mình muốn cho cái thế giới này được hòa bình, mình muốn cho cái tâm từ ở đất khởi của mình nó đừng sanh ra, gia đình đừng lộn xộn. Mình ăn chay mình có thể đè nén được cơn sân hận, chứ còn mình ăn mặn là rỡ nó vừa mới chọc mình cái mình cắn nó. Thấy không? Đó là ý nghĩa vậy. Đó là cái chia sẻ của thầy với Phật tử. Con tên là Tấn Chi, con học lớp 3 tại trường Đống Đa gần đây. Con xin hỏi, lúc mình ngủ mà gặp ác mộng á, cái mình niệm Phật nó có xả lòng bớt cho mình không? Nếu mình nhắm mắt lại vẫn còn gặp ác mộng thì sao? Trời quá trời hay vậy ta. Hay ở cái chỗ là lớp 3 học trường Đống Đa. Hả? Dạ, bé hỏi rất là hay. Là nếu mình ngủ mình gặp ác mộng mà mình niệm Phật, khi mình nhắm mắt lại mình gặp nữa thì sao? Thì con niệm Phật nữa chứ sao? Khi con ngủ mà con gặp ác mộng phải không?
là con niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, xin mẹ Quán Âm cứu cho con. Hoặc con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật cứu con. Nếu con gặp ác mộng nữa thì con rủ cái những người trong ác mộng đó đó. Giả sử như con gặp con chó nó cắn con gọi là ác mộng chó. Thì con kêu chó ơi niệm Phật với tao đi, đừng cắn tao, có cắn tao đi nữa cũng không giá giải quan gia trái chủ được. Thấy không? Bây giờ mình không ấy là trong ác mộng con niệm gì. Con thấy ác mộng phải không? Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, xin cho con trả hết ác mộng này trở thành mộng lành. Có không? Con có nguyện gì không? Hay là con chó nó dí con là con chạy, con đừng có chạy cúp đuôi giống nó. Có nghĩa là trong ác mộng của mình là nó ác mộng cái gì? Mình gặp quấn lộn với nhau, thấy không? Cứ hỏi mình nằm xuống là nó tới quấn mình. Thì giờ mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tao trả quả đó, mày quánh đi, quánh cho đã đi, quánh cho mày hết sân hận mày đi, mày quánh được. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cho cái thân con trở thành thân kim cang, nó quánh cỡ nào cũng không bể. Nam Mô A Di Đà Phật. Hiểu không con? Hiểu không? Rồi, cảm ơn con. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái bậc thầy, con có câu hỏi là con có vị trí như đây mà có con nhỏ thì cầu hỏi con trai con mua thịt thì ăn, con biết là chết sanh không phải là vì giao chết sanh mà đều có biết sanh được, thầy cho biết được đó thế nào? Một tràng pháo tay dành cho con, quá tuyệt vời. Công nhận câu hỏi hay thiệt mà không biết sao trả lời. Rồi bây giờ xin chia sẻ ý đó cho con, là sát sanh không phải dùng dao mới sát sanh mà đồng tiền cũng có thể sát sanh. Con nói hay thiệt chứ, thầy chưa thấy đồng tiền nó cắt cổ hồi nào. Nhưng mà thầy cũng có thể hiểu rằng trong lời Đức Phật dạy, một tâm niệm ác có 40 tội. Thứ nhất là bản tánh tội, cho nên có 5 giới: sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ. Đây là 4 tội gọi là tánh tội. Chỉ có giới uống rượu mới là tướng tội mà thôi. Giới đó gọi là giới khinh. Nhưng mà giới đó có thể xả, nhưng xả tí xíu thôi, coi chừng xả nhiều quá chảy hết nước. 4 giới này gọi là tánh tội. Thì 4 giới này vốn dĩ nó đã có tội rồi, cho nên mình khởi ra một tâm là 20 tội. Có nghĩa là con khởi ra tâm sát là con muốn sát, như là 20 tội. Vì nó kết hợp với tánh tội là 20 tội. Con sát không được, con biểu người ta giết 30 tội, con thấy người ta giết mà tâm con vui theo 40 tội. Hiểu chưa con? Hiểu chưa? Đó là một tâm ác 40 tội. Do vậy mà con không sát sanh nhưng con mang tiền con đi mua, ý ngầm trong cơ thể là con muốn ăn. Đúng không? Mà con muốn ăn thì người ta mới giết. Chứ còn không mua cho nó ế, ngày mai nó dám bán nữa không? Hết chưa? Rồi, xin chia sẻ với con như thế. Mong rằng nhưng mà có điều một cái là người ta cũng nói như nè, nó đỡ hơn là cầm dao cắt cổ. Chị đó thì ăn chay nhưng phải đi mua thịt về cho con ăn, phải mua thịt về cho chồng ăn. Đó là nỗi khổ của người chị của con. Con về con nói với chị con vậy nè: chị ơi, thầy Xuân nói vậy nè, từ khi mà chị khởi tâm đi mua thịt cho con chị ăn đó, mua xong rồi bắt đầu mình niệm Phật Nam Mô Tây Phương Từ Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, tiếp dẫn miếng thịt này một miếng thôi. Có nghĩa là mình vừa làm vừa niệm Phật, vì mình biết cái đó là mình tạo tội, nhưng mà mình niệm Phật để mà mình quá giải quan gia trái chủ với nó. Thấy không? Có còn hơn không có con. Kính bạch đại đức già sư, kính bạch sư công đức, pháp hoài hôm nay đã đem lại cho chúng con một niềm an lạc vô biên. Với pháp hoài nhìn màu và tươi vui của đại đức thì chúng con giờ đây thêm tỏ sáng, lòng chúng con giờ đây tràn nhiều niềm tin về pháp môn niệm Phật. Chúng con nguyện khắc phục ký tâm những lời dạy của thầy, mọi người sẽ nguyện làm cho mùa xuân của mình lúc nào cũng ngự trị trong lòng, luôn thêm sức sống để đem lại cho cuộc đời nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc hơn và sớm thoát khỏi sự sợ hãi như thầy đã dạy. Chúng con kính nguyện tác bảo giác hộ cho đại đức giảng sư, vì vị ân sư và chư công đức, chúng sanh dị độ, Phật hành viên thành. Và để tỏ lòng tri ân, chúng con kính dâng lên chú phẩm vật nhỏ bé và tình tài cũng dường đại đức giảng sư,
người mất đại đức phát hiện nạp mò cho phản hồi chúng con được ân thiên công đức, và chúng con cùng được luyện thêm phản hồi hôm nay để có sự hiện diện của thân mầu của thầy. Chúng con xin được thầy hóa thể cho được diện nghĩa và để tri ân bậc hiền mẫu đã sinh ra một tăng tài như vậy. Rất cảm ơn chư tôn đức cũng như quý Phật tử đứng ở xin nội bước vô trong này rồi, vì các vị muốn muốn gặp nội A Di Đà Phật. Con cảm ơn chư tôn đức và cảm ơn đại chúng. Giờ này mời đại chúng chúng ta đứng dậy hồi hướng A Di Đà Phật. Đêm công đức này tất cả đệ tử và chúng sanh đều đón Phật đạo. Hãy subscribe.